Chào tất cả mọi người. Và trên tay mình đây đang là một chiếc Lycam giá rẻ nha. Thì chiếc Lycam này được mình mua trên Lazada và giá mình mua em nó chỉ gần 700 ngàn thôi. Mình thì cũng thích chơi những cái loại máy bay điều khiển lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội. Thì hôm nay mình đã mua thử một chiếc về để mình lái thử và cũng như là đánh giá cho các bạn xem những chiếc Lycam giá rẻ như thế nào và có nên mua hay không nha. Thì chiếc Lycam này được mình mua trên Lazada nha. Và đây là người gửi nè, Thế Giới Lycam. Và người nhận nè, đây là tên sản phẩm nha, Lycam KI501 Pro. Và ở đây á, có tặng kèm thêm một cái tai nghe Bluetooth giá 100 ngàn. Mua Lycam tặng kèm tai nghe Bluetooth không biết làm gì đây. Và số tiền thu hộ á, là 0 đồng để, bởi vì mình thanh toán trước rồi nha. Thì cái giao hộp chỉ đơn giản như vậy thôi. Đằng trước chỉ có một tờ giấy và cũng tương đối là bự. Thôi, inbox thôi. Inbox góc này luôn nha. Đẹp chưa? Xịn sò chưa? Thực sự là cái cảm giác cầm trên tay á, cái hộp này rất là nhẹ luôn nha. Nhẹ tên nè, mình dùng một ngón nè, rất là nhẹ luôn. Đằng trước là sẽ có hình của sản phẩm nè. Nhìn hình thì rất là đẹp luôn. Và bên dưới sẽ có một dạy. Và bên dưới sẽ có một vài thông tin đặc biệt như là. Và mặt sau nè. Thì bên cầm thông này, những cái thông tin này cũng y chang cạnh trước vậy đó. Rồi, inbox em nó ra thôi. Mở nha. Đây là chiếc tai nghe Bluetooth tặng kèm nha. Mình cũng chả biết mua Lycam mà tặng kèm tai nghe Bluetooth làm gì nữa. Nói chung cái tai nghe Bluetooth này nhìn khá là dởm luôn. Mình nhắm chắc tầm khoảng 20-30 ngàn thôi. Và phía bên dưới nè, sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Và phía dưới là một cái điều khiển. Wow. Và sẽ có một cái để mình gắn điện thoại mình lên. Nó sẽ truyền trực tiếp hình ảnh từ Lycam về điện thoại của mình. Nhìn cái điều khiển này cũng khá là ngon. Các cái nút này rất là dễ nha. Đó, và chiếc điều khiển này sẽ sử dụng là 3 viên pin 2A nha, hai cái cánh quạt thay thế nha. Và bốn miếng này mình cũng chưa biết để làm gì. Một cái không biết luôn. Một cái vít. Và bốn cái cũng không biết. Và một vài ngón ốc nè. Tiếp đó, đây là một cái cục camera. Cầm cái cục camera trên tay á, buồn cười vãi luôn. Nó nhẹ mà mình phải nói là cực kỳ nhẹ luôn. Nhẹ tên nè. Thì cái camera nè, ở đây sẽ có một cọng dây cắm nha. Và tiếp đó đây sẽ là bốn cái để bảo vệ cánh quạt nha. Cuối cùng đây chính là chiếc Lycam của mình nè. Bên dưới sẽ có một tờ giấy hướng dẫn sử dụng rất là bự luôn. Thì cũng hai mặt, một mặt tiếng Anh và một mặt tiếng Trung. Chưa bao giờ mình thấy mình cần cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng như bây giờ luôn. Thực sự nếu như các bạn mà không có tờ giấy hướng dẫn sử dụng này nè, không biết gì cả luôn á. Rồi, ở đây mình đang sạc pin nè. Thì cái cục trắng trắng khi nãy á, thì cái đầu này á sẽ cắm vào cục pin. Và mình sẽ cắm vào cái củ sạc hoặc cắm vào cái cục dự phòng cũng được nè. Thì lúc đó nó sẽ sạc pin nha. Và đây, đây chính là bốn cái chân. Thì cục pin khi nãy nó sẽ nằm trong đây nha. Giờ mình đẩy lên trước nè. Và đây chính là bốn cái chân. Bây giờ mình sẽ gắn bốn cái chân vào nè. Rất là nhanh thôi. Thì ở bốn cái chân này á, nó sẽ có chỗ cho các bạn bắt ốc nha. Ở đây có cho sẵn luôn một cái vít và những con ốc luôn. Thì các bạn sẽ bắt bốn cái chân này vào cho nó cố định luôn á, nó sẽ không có bị xúc. Thì sau khi gắn số bốn chân nè, thì chiếc Lycam có thể đứng được rồi. Và ở đây mình sẽ còn có bốn cái nút nè. Thì bốn cái nút này sẽ gắn trên cánh quạt nha. Tiếp đó mình sẽ lắp cái camera vào nha. Thì camera ở đây sẽ có một cọng dây nè. Đó, thì đây mình sẽ cắm vào đây nha. Thì đây chính là sau khi mình gắn vào nha. Mình cảm thấy là cảm giác cũng hơi lỏng lẻo một tí. Gần xong rồi. Rồi, mình bỏ vào bên trước nha. Tiếp đó đây là cái điều khiển nè. Thì cái điều khiển này sẽ sử dụng pin 2A nha. Và là 3 viên pin. Rồi. Thì sau khi mình bật lên nè, nó sẽ có một tiếng beep nha. Mình quên mất là mình ở đây mình gắn thiếu bốn cái bảo vệ cánh quạt nè.
Rồi xong. Chưa biết cục pin này có đầy hay chưa nữa, nhưng mà chắc mình tháo ra luôn, test thử trước đi, xíu rồi mình sẽ sạc. Bây giờ mình sẽ lắp viên pin này vào nha, khá đơn giản thôi, và mình sẽ nhét luôn viên pin vào trong luôn. Và cuối cùng đó là đậy nắp lại. Bây giờ là đến phần kết nối nha. Mình sẽ bật thử chiếc live cam này lên nè. Ở đây sẽ có một cái công tắc nè. Sau khi mình bật á thì ở đây sẽ có 4 cái đèn led nha. 2 đỏ và 2 xanh nè. Nó sẽ chớp liên tục. Rồi, mọi thứ đã ok rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ bỏ lại em nó vào hộp nha. Và mình sẽ đem em nó ra công viên mà bay thử thôi. 4 cái chân mình có bắt ốc vào nè, thì bây giờ phải tháo ra. Hơi phiền tí. Mình tính tháo bỏ lại vô hộp á, đem ra cho dễ, mà tháo đồ này kia mất công phiền phức quá. Quyết định là đem nguyên con như vậy đi luôn nha. Cái nắp này nè, rất là lỏng luôn, xúc ra ngoài à. Pin nè, mình sẽ tiếp tục sạc nha. Let's go, đi thôi. Xong rồi bye đây. Thôi, chắc là mình sẽ hẹn các bạn ở một video khác nha. Chắc phải đợi tới ngày mai ngày mốt gì đó, hết mưa mình mới đem nó ra bay được. Chứ bây giờ thì mưa kiểu này thì thua rồi. Bây giờ đã hơn 4 giờ chiều rồi, mà mưa kiểu này thì thôi. Và bây giờ mình đang có mặt ở trong công viên nha. Và bây giờ mình sẽ test thử cái con live cam này nè. Bây giờ mình sẽ gắn cái điện thoại vô nha. Rồi, mình sẽ bật cái live cam nè. Bật điều khiển lên nè. Thì đây sẽ có một cái wifi. Wifi này chính là của cái con live cam nè. Thì ở đây nó sẽ có một cái phần mềm, là phần mềm Go Sky. Thì cái phần mềm này bắt buộc các bạn phải kết nối được wifi nha. Thì khi kết nối wifi nè, đây chính là hình ảnh từ con live cam nè. Ở đây thì các bạn nếu không dùng remote á, thì các bạn có thể điều khiển bằng cái phần mềm này luôn. Thì nó cũng có những cái điều khiển nè. Rồi, nhưng mà mình có cái đồ điều khiển thì mình điều khiển đi. Thì đây chính là cái hình ảnh mà từ con live cam này nha. Nói chung cái quay này á, mình thấy cũng chỉ quay chơi cho vui thôi, chứ cái màu sắc của nó không được đẹp và độ chi tiết cũng không có đâu. Bây giờ buổi sáng á, mà cái chất lượng hình ảnh nó còn như vậy á, thì buổi tối á, thì nó nát bấy luôn à. Rồi, bây giờ mình thử ba nha. Đứng quay từng sau anh lên đi. Được. Quay thấy anh thấy luôn live cam được không? Đây. Thấy cái live cam được rồi. Thấy không? Quá gì vậy? Không hiểu.
ơi, thực sự thì mình cũng không biết tại sao nữa. Mà khi bay á, mình bấm lên á thì nó toàn đi ngang không à, nó lên không có nổi. Nè các bạn xem nè, đây như đây. Đó, mình bấm lên nha. Đây, từ. Đây mình bấm lên nè. Đó 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 đó. Nó cứ toàn như vậy không à, chứ nó không bay được. Cũng không biết tại sao nữa. Mình cũng có coi một vài clip review về con này á, thì mình thấy nó bay khá là ổn. Nhưng mà cái con máy của mình lại bay không được. Chắc mình nghĩ là có thể là do cái con này bị lỗi hay sao rồi. Nói chung là cái vấn đề này nhà mình cũng test, mình tìm thử đủ cách đó rồi cũng không được. Thì lên đây á, thì mình quay lại cho các bạn xem thôi nè. Chạy lên, bấm lên, lên nổi luôn à? Lên dạ. Công nghệ 4 chiều để lên nói dạ. Công nghệ 4 chiều gì vậy? Mua cái này mua hả? À, không, ý tôi không có ăn cắp. Ý tôi hỏi cái này bạn mua hả? Không, mua test thôi. Không mua. Không, tôi hỏi thiệt. Không, đây đặt trên mạng vậy thôi. Cái này bao nhiêu tiền? Mấy trăm ngàn à. Ở đâu trên mạng nó có bán những vật dụng như vậy? Mạng nào vậy? Lada. Ba Lada gì vậy? La và đa. Em cảm ơn. Mua test thử thôi. Cái này em gắn camera 360 độ lên đó, ông chỉnh vô nhà không còn ai cũng được đó. Và chị ấy đang test thử nè. Nó không tắt luôn rồi. Nó như vậy á, không biết tại sao nó lại không tắt nữa. Thường thường bấm xuống là nó tắt. Mà này không tắt luôn. Tắt thì phải tắt nguồn đây nè. Đó, mới tắt được, tháo điện thoại ra đi. Thì điện thoại giờ cũng không xài tới nữa. À, chị ấy vẫn đang kiên trì cố gắng. Mở chưa ba? Chưa. Tắt cái đó mở lại, tắt cái điều khiển mở lại. Đúng rồi, điều khiển sẽ mở lên sau cái live cam. Rồi. Mấy đó mấy găng ten nữa. Bấm thử hết rồi. Đẩy lên cái nữa, buông ra đẩy lên cái. Đó. Bay nó bay kìa, nó bay kìa. Giờ nó tắt được luôn. Giờ tắt rồi. Thôi đi về. Đi về edit video còn up lên nữa. Ừ, trời trời. Này nó chém hơi bị đau á. Yếu à. Ơi. Một buổi test live cam lần đầu tiên thất bại. Không bay được, không biết được cái gì luôn. Rồi bây giờ thì đi về thôi. Thì về edit video up lên cho các bạn xem nữa. Hôm nay là chủ nhật rồi. Bye bye.